Đây cho ngồi chiếc Atlas 125. Đây nó ngồi chiếc tiêu. Đây cho ngồi cái xe này có lên đầu lòng của Basic 150 rồi. Có làm sơ sơ mà chạy không đạt lắm. Basic Thái 150 luôn. Canh không ngọt cho nên là mang qua mình canh lại. Quá trời xe luôn. Đây chiếc AB 125. Nó quá đông xe luôn. Xe này làm full nội thì bô xăng lửa nên lọc gió đầu trời nè, gió nó nhiều hơn nha, cái zin thì nó không đủ gió. Nội theo bài mình bẻ đồ cái nồi zin thường anh em thấy nó lên tới đây rồi khoảng 120, làm xong rồi nó mở tua lên, nữa mở ra tới ngoài luôn, làm chuông nè, phố rồi xô nè, làm hết luôn. Cái thay ESU dòng này độc lập anh em, standalone AT. Cái dòng này là có chỉnh map, có canh dyno máy tính luôn. Có lập trình nha. Bây giờ có gió không chăng đâu. Bộ rớt luôn. Bên nồi của sân nữa. Thấy mình ráp vô mình test cho mình xem khác biệt ha. Này xe Vario và Honda không khác mới. Đây rồi lắp vô đây để test cho anh em coi. Đây chứ là bài 125 khi mình làm full nồi mua xăng lửa xong mình sẽ hưu luôn bô luôn. Rồi, canh này rất là im nha, mình test cho anh em coi. Mình làm xong phun nồi bơm xăng lửa, mình là canh dyno xong rồi, để cho anh em xem ha. Lên rất là mượt mà nhẹ nhàng luôn anh em.
này là Neso Official, màu xăng có gió, lọc gió, bô, bên nồi. Em đầu nó liên hệ mình ha. Vô rớt luôn. Hết tiền đi, hết tiền. Quá trời, không xin rồi. Sẽ quyết từ từ những cái xe trong đây. Anh em đừng hỏi nha, cố gắng